Vâng, ngày hôm nay showroom của em Việt tiếp tục mang tới cho quý chị ta cùng tham khảo với một mẫu xe cực kỳ sang trọng và đẳng cấp mà khi mới thì chúng ta phải bỏ ra một cái mức giá lên tới hơn 3 tỷ thì quý chị ta mới có thể lăn bánh được một chiếc xe đến từ thương hiệu Anh Quốc, đó chính là Land Rover như thế này ở trên đường. Còn ngày hôm nay thì không cần phải bỏ ra một cái con số nhiều tiền đến như vậy, nhưng quý anh chị vẫn có thể sở hữu một chiếc xe còn đẹp, còn chất và còn nguyên zin nguyên bản. Một cái sản phẩm mà vẫn mang lại cho chúng ta sự đẳng cấp, sự sang trọng khác biệt so với phần còn lại. Và quan trọng nhất là tình trạng xe còn nguyên zin. Vậy thì chi tiết chất lượng chiếc xe ra sao sau quãng thời gian sử dụng thì em Việt mời các anh chị chúng ta có thể cùng dành một chút thời gian để chúng ta khám phá và đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc Range Rover này. Và xem liệu bây giờ với tầm tiền chưa đến 700 triệu và hơn 600, các bác cũng đã có thể sở hữu cho em một tuyệt phẩm đến từ thương hiệu xe sang nổi tiếng của Anh Quốc. Đầu tiên thì các anh chị chúng ta có thể nhìn cho em cái không gian nội thất của chiếc xe này. Rất hiện đại và trẻ trung. Chiếc xe này thì đã được chủ nhân cũ lên cho các bác chúng ta với một cái màn hình và tích hợp cam 360 độ vòng quanh xe siêu nét. Xe được trang bị chúng ta là đề nổ start-stop rồi. Toàn bộ táp lô của xe thì các bác có thể thấy là nó được trang bị với toàn bộ bọc da cao cấp và may chỉ đỏ tạo điểm nhấn. Vô lăng đặc trưng của dòng Land Rover với thiết kế 4 chấu rất nam tính và cứng cáp và tích hợp cực kỳ là nhiều phím bấm chức năng. Chúng ta có tính năng ga tự động Cruise Control, giới hạn tốc độ lim. Đấy, điều khiển giọng nói, nghe thoại rảnh tay, lễ chuyển số thể thao đằng sau, đèn auto và gạt mưa auto hết các anh chị nhá. Và đây, các bác có thể thấy là cái bậc điều khiển trung tâm của xe thì cái dòng Range Rover này rất đặc biệt ở một cái điểm, đó là cái cần sang số của nó thì nó dạng núm xoay như này. Khi mà cái chúng ta nổ máy nó nhô lên và chúng ta sang số bằng cách xoay rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Ngoài ra thì các bác có thể thấy là xe được trang bị cho cái chúng ta với 4 chế độ địa hình. Đấy, phanh tay điện tử có nhá, sưởi và làm mát hai ghế đằng trước. Ngoài ra thì các chúng ta còn có gương chiếu chống chói và đặc biệt là có cả cửa sổ trời toàn cảnh panorama để trong những cái ngày đẹp trời như này các chúng ta có thể là ngắm trọn bầu trời trong những cái chuyến đi. Thực sự là nó vẫn hội tụ trong mình với những công nghệ gọi là đỉnh cao, đúng không ạ? Mà bây giờ thì kể cả những cái dòng xe đời mới, ví dụ các anh chị chúng ta phải bỏ ra khoảng loanh quanh 2 tỷ thì nó mới có những cái option như này. Toàn bộ hệ thống âm thanh của xe thì nó được trang bị lên tới 17 loa Meridian cao cấp. Ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện và riêng ghế lái thì chúng ta sẽ có nhớ 3 vị trí ghế. Đó là những cái option trên chiếc Range Rover này. Và các bác có thể thấy là các chi tiết nội thất theo thời gian, nhưng mà phải nói là nó vẫn giữ được cái độ đẹp và độ chất, đúng không ạ? Và tình trạng xe, như em đang nổ máy nhưng các bác có thể thấy là tiếng động cơ nổ rất êm. Và công tơ mét của chiếc xe này thì nó mới dừng ở mức hơn 7 vạn km thôi. Đấy, hơn 7 vạn cái chị nhá, chạy không quá nhiều đâu. Với cái hàng ghế thứ hai thì các chị chúng ta cũng có thể nhìn cho em này, cái độ cao cấp từ cái tappi cánh cửa với tông màu cam và đen. Và phía đằng sau là chúng ta cũng có hai loa âm thanh. Đấy, tay nắm cửa sơn màu ghi bạc tạo điểm nhấn. Được chưa ạ? Và đây ạ, các anh chị chúng ta hãy ngắm trọn giúp em cái không gian nội thất xa hoa của chiếc Range Rover này. Vâng, tông màu nội thất cam rất đẹp nhá. Nó giống như là trên những cái chiếc túi Hermes mà các anh chị chúng ta vẫn hay mua với giá vài trăm triệu lên tới 1 tỷ vậy. Nó rất đẹp, đúng không ạ? Khoảng không gian giữa hàng ghế thì cũng khá là rộng rãi để các anh chị chúng ta có thể ngồi thoải mái, ít nhất là 3 người lớn cho hàng ghế sau. Và phía sau này chúng ta cũng có cả cửa gió điều hòa này. Đấy, trần cửa nóc toàn cảnh, trần nỉ đen. Các bác nhìn về không chê vào đâu được, đúng không ạ? Đó, kể cả tappi cánh cửa bên này các chị cũng có thể quan sát giúp em nhé. Đây, các bác hãy nhìn chi tiết cho xe này, quá mê luôn. Và khi mới thì thực sự nó rất đắt đỏ. Và bây giờ thì thực sự là với một cái số tiền các bác có thể thấy là nó rất rẻ rồi, chúng ta cũng đã có thể sở hữu cho em. Keo chỉ là zin hết nhé, các bác nhìn cho em những ô tôn của nó này. Đó. Vâng, vậy thì em Việt ngày hôm nay sẽ mang tới cho các chị chúng ta là một tuyệt phẩm đến từ một cái thương hiệu xe sang và chúng ta hay gọi là quý tộc Anh Quốc, đó chính là Land Rover. Vừa rồi thì các bác cũng đã cùng em khám phá nội thất của chiếc Range Rover Evoque. Chiếc này của em thì được sản xuất ở năm 2013, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc với khối động cơ máy là 2.0 turbo. Các chị nhá. Đấy, các bác có thể nhìn cho em này, các chi tiết của nó theo thời gian này. Vâng, form dáng ngoại hình không chê được. Các bác có thể thấy một cái phần là đó là cái phần nóc của nó. Nó hơi vuốt cong về phía đằng sau tạo cảm giác giống như là một chiếc xe dáng coupe thể thao vậy. Và đặc biệt là những cái đường gân tập nổi trên thân xe. Đấy, rất là mạnh mẽ và nam tính. Range Rover thì cái đặc trưng của nó là những dòng xe sang nhưng mà có khả năng vận hành địa hình rất ấn tượng. Đấy, đúng không ạ? Và chiếc xe này thì nó cũng mang trong mình với cái khả năng như vậy, nhưng với một cái thiết kế nó trẻ trung, nó năng động và nó thể thao hơn.
Đấy, và gương chiếu hậu to bản, sơn màu đen. Đấy, và có tích hợp xi nhan, giải đèn LED. Cái phần nổi bật nhất của cái dòng xe này thì các bác có thể thấy đó chính là cái phần thiết kế đầu của chiếc Range Rover Evoque. Thì các bác có thể thấy này, mặt cản ca lăng đặc trưng với thiết kế lưới tản nhiệt dạng tổ ong được sơn màu đen tạo điểm nhấn cho chiếc xe này. Đấy, những cái body kit và những cái đường gân dập nổi phần thân đầu xe các bác thấy là nhìn rất nam tính và mạnh mẽ, đúng không ạ? Xe được trang bị chúng ta với bóng đèn bi siêu sáng, kết hợp với đó là đèn LED định vị ban ngày xung quanh. Và đây em Việt quay gần nhé, để các bác có thể nhìn giúp em các chi tiết của nó theo thời gian này. Đấy, từ cái đèn pha các bác nhìn này, yêu chưa ạ? Những cái đường gân, những đường form dập nổi trên lắp capo này. Đó, kể cả phần đèn gầm phía dưới các bác có thể thấy độ trong suốt của nó. Đương nhiên là những chiếc xe mà khi mới nó có giá trị rất là cao như này, cái độ an toàn nó cao này. Đấy, cảm biến cảnh báo va chạm 4 vòng quanh xe nhá. Đặc biệt là chiếc xe này thì đã được trang bị với một cái bộ la răng kích thước lớn lên tới 20 inch. Và chủ nhân cũ người ta đang sơn màu đen tạo điểm nhấn giúp cho cái ngoại hình của nó thêm thể thao, được chưa ạ? Xe được trang bị với 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Đương nhiên là chiếc xe này thì em Việt vẫn cam kết cho các bác là không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích nhá. Các chị ta hoàn toàn có thể là đem đi check test trước khi mà chúng ta giao dịch với cái chiếc xe này. Đấy, với cái tầm tiền bây giờ thì có thể nói là chỉ rẻ như là một chiếc Antip thôi. Và như em nói là hơn 600 triệu các bác cũng đã có một chiếc xe mà kiểu dáng thiết kế tuyệt đẹp. Và đương nhiên là đẳng cấp mà nó mang lại cho chúng ta thì nó lớn hơn rất là nhiều cái con số mà quý anh chị chúng ta bỏ tiền ra. Đấy, vì như em nói là khi mới chiếc xe này nó có giá lên tới khoảng 3 tỷ rưỡi rồi. Còn bây giờ thì thực sự là theo thời gian thì nó cũng đã khấu hao hết. Nhưng mà quan trọng nhất là các anh chị chúng ta vẫn có một chiếc xe đẹp, xe chất, xe đẳng cấp để chúng ta thể hiện giá trị bản thân, đúng không ạ? Tiếp tục về phần đuôi về sau thì các anh chị chúng ta có thể thấy là cái thiết kế của dòng những sản phẩm của Land Rover thì khá là vuông vức. Đấy, phần đầu xe hay là kể cả cái phần đuôi phía sau cũng vậy nhá. Và phần đèn phía sau thì các bác có thể thấy là họ kết hợp giữa những cái giải đèn LED và đèn xi nhan là đèn halogen này. Đây các bác nhìn giúp em này, các chi tiết của nó nhá. Đấy, và đèn phanh trên cao, cái gạt mưa thì nó sẽ ẩn dưới trên này nhá. Đấy, nó ẩn bên trong này. Và xe thì đương nhiên được trang bị là cốp đóng mở điện thì bằng một nút bấm thôi. Đấy, thì các bác có thể thấy cốp sau của xe nó sẽ tự động nâng lên như này. Và khoang cốp thì cũng khá là rộng rãi để các chúng ta có thể là mang theo vali hành lý trong những cái chuyến đi của mình. Đấy, các anh chị có thể thấy. Và đặc biệt là đằng sau này chúng ta cũng sẽ có hai loa Merian này. Hệ thống âm thanh của xe này rất là cao cấp, toàn bộ nỉ trần là đen các bác nhá. Và độ zin các chị nhìn này, xe không đâm đụng va chạm thì đây các bác nhìn cho em cái chi tiết của nó đây, những cái vệt đinh tán và rất chất luôn các bác anh chị ạ. Đó, đây quay tiếp này, lốp dự phòng này gần như là chưa chạm đất nhá, tem mác đầy đủ hết đây. Đã. Và quan trọng các anh chị nhìn cho em tôn sắt xi của nó. Bằng cái dòng này nó là bằng hợp kim nên là các anh chị thấy nó không bị han mục như là dòng xe phổ thông bình thường. Cốp đóng mở điện thì bằng một nút bấm thôi. Thì các bác có thể thấy là cốp sau của xe nó sẽ tự động hạ xuống rất êm ái, đúng không ạ? Và một mẫu xe mà thực sự là các bác có thể ngắm nhìn nó bằng đẹp mọi góc nhìn. Líp cản thể thao phía dưới này, bô kép. Đây các bác nhìn cho em cái líp thể thao của nó. Hiếm có dòng xe nào mà có thể mang tới cho chúng ta với một cái ngoại hình nó đẳng cấp, nó chất như này. Không bao giờ bị lỗi thời các chị nhá. Là rằng kích thước lớn lên tới 20 inch. Lốp thì cả dàn lốp mới các anh chị chúng ta mua về chỉ việc chạy thôi. Đấy, lúc nãy thì em quay các bác cái phần nội thất, đây em quay tiếp cho các anh chị chúng ta một chút cái phần ghế lái này. Toàn bộ bốn cánh cửa đều có cảm biến khóa mở nhá. Rất là xịn sò các anh chị ạ. Đây, ghế lái là cũng là ghế phụ chỉnh điện này, có túi khí này. Đấy, các bác nhìn cho em này, nguyên zin nguyên bản từ nóc bản lề, từ cái tem mác. Đây con này của em thì nó là nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh nhá. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc này. Được chưa ạ? Tháng 9 năm 2013 rồi. Đó, các chi tiết các bác có thể thấy. Nội thất rất đẹp luôn. Đây là tắp lô của nó này. Đấy, da mềm này, may chỉ tạo điểm nhấn này. Các chi tiết hợp kim nhôm. Đấy, các chi tiết bản lề đây. Các bác có thể thấy độ zin nguyên bản của xe. Rất chất lượng, đúng không ạ? Đấy. Ba vị trí nhớ ghế rất là cao cấp, keo chỉ zin hết nhá. Đây các anh chị nhìn cho em kể cả cái mã kính của nó này. Đấy. Nguyên zin nguyên bản. Và vậy thì đó là cái phần nội thất và ngoại thất của chiếc Range Rover Evoque. Và bây giờ để giúp anh chị em ta đánh giá cái tình trạng chi tiết chiếc xe hơn thì em Việt sẽ quay cho bác cái khoang động cơ nhé. Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ với cỗ máy 2.0 của chiếc Range Rover Evoque. Có lẽ đây là cái dòng động cơ mà các bác có thể thấy là dễ chơi, dễ trải nghiệm nhất của thương hiệu này. Vì thường là những sản phẩm của Land Rover nó sẽ có chấm rất là to, 3.2, 4.2 hoặc là 5.0 xua chạc. Nhưng chiếc xe này thì nó chỉ có 2.0 thôi. Nó phù hợp để các anh chúng ta đi phố, đi chơi, đi làm hàng ngày, đi giao dịch công việc. Bởi chiếc xe này rất là ok. Đấy, tem mác đầy đủ hết các anh chị này. Đó, cái càng chân máy thôi các bác cũng đã thể thấy là nó to rồi, đúng không ạ? Máy con này thì cực chất luôn nhá. Đây à, các anh chị nhìn cho em này, từ nóc của nó này, từ cái nỉ cái gầm. Đấy, cũng còn nguyên bản. Đó, các anh chị thấy là chiếc xe này rất ok, đúng không ạ? Vâng, vậy thì
Một chiếc xe khi mới có giá 3 tỷ 500 triệu, và bây giờ thì em Việt đang chào bán cho chiếc xe này với con số chỉ có 690 triệu đồng. Thì các bác đã cảm thấy nó rẻ chưa? Nhưng để sở hữu chiếc xe này vẫn là một niềm ao ước, và thực sự là một chiếc xe rất chất lượng và đẳng cấp để các anh chúng ta thể hiện giá trị của bản thân mình. Vậy thì quý anh chị nằm tay yêu mình một chiếc Renault Evoque 2013 này, thì xin mời các anh chị chúng ta hãy nhấc máy và liên hệ cho em Việt theo số hotline là 0947 598 859, hoặc các bác có thể là ghé qua trực tiếp showroom để xem xe, lái thử và cảm nhận chất lượng. Một lần nữa thì rất là cảm ơn quý anh chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ, và hãy ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại kênh YouTube Việt Xe Chất.